Xin chào quý bà con đến với kênh Tiên Lisa, nơi bà con cập nhật giá nông sản hàng ngày cho bà con tham khảo. Ngoài cập nhật giá ớt, kênh còn cập nhật giá tiêu và cà phê. Chung một video cho bà con tiện tham khảo. Giá ớt hôm nay vẫn bình ổn, tùy vào từng địa phương ớt tốt xấu mà thương lái mua khác nhau. Bảng giá ớt hôm nay mới nhất. Giá ớt hôm nay được khảo sát tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới nhất. Giá thu mua ớt các loại từ thương lái, xuất khẩu cập nhật liên tục. Giá ớt chợ 19.000 đến 20.000 đồng nguyên kg, giá ớt chỉ thiên xuất khẩu 17.000 đến 20.000 đồng nguyên kg, giá ớt chỉ thiên loại 2 từ 16.000 đến 17.000 đồng nguyên kg, giá ớt chỉ thiên loại 3 từ 15.000 đến 16.000 đồng nguyên kg, giá ớt sừng vàng từ 60.000 đến 70.000 đồng nguyên kg, giá ớt hiểm xanh từ 55.000 đến 60.000 đồng nguyên kg, giá ớt sừng đỏ đẹp từ 22.000 đến 23.000 đồng nguyên kg. Sau đây là giá chi tiết từng vùng như sau. Giá ớt chỉ thiên loại 1, giá ớt tơ tại các tỉnh thành như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Định, giá dao động từ 21.000 đến 27.000 trên 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Long, giá ớt 19.000 đến 23.000 trên 1 kg, tại tỉnh Đồng Tháp, giá ớt từ 21.000 đến 24.000 trên 1 kg, tại Sóc Trăng 20.000 đến 23.000 trên 1 kg. Tại tỉnh An Giang, giá ớt từ 22.000 đến 24.500 đồng trên 1 kg. Khu vực Lâm Đồng 20.000 đến 24.000 trên 1 kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai 22.000 đến 25.000 trên 1 kg. Giá ớt xiêm rừng thuần tự nhiên có giá từ 78.000 đến 96.000 trên 1 kg. Giá ớt chuông Đà Lạt dao động từ 24.000 đến 38.000 trên 1 kg. Giá ớt xiêm xanh 55.000 đến 75.000. Ớt sừng vàng 65.000 đến 92.000 trên 1 kg, ớt sừng châu đỏ 38.000 đến 55.000 trên 1 kg. Giá ớt tại tỉnh Ninh Thuận từ 22.000 đến 24.000 trên 1 kg, tại Bắc Giang 20.000 đến 24.000 trên 1 kg, An Khê 20.000 đến 24.000 trên 1 kg, Lạng Sơn 19.000 đến 23.000 trên 1 kg. Giá tiêu hôm nay tăng nhẹ mức 500 đồng 1 kg tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu giữ mức cao nhất. Giá tiêu giao dịch ở mốc 82.500 đồng 1 kg, tăng 500 đồng 1 kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu ghi nhận hiện giao dịch ở ngưỡng 80.000 đồng 1 kg. Tương tự, tỉnh Bình Phước giá tiêu tăng 500 đồng, giao dịch ở ngưỡng 80.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại Chư Sê, tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng 1 kg, hiện đang giao dịch trong khoảng 79.000 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu vẫn tiếp tục tăng. Các thương lái hiện thu mua ở mức 80.500 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay không có biến động mới so với hôm qua. Mức giá thấp nhất là 39.400 đồng 1 kg có mặt tại tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ mức cao nhất với 40.200 đồng 1 kg. Tương tự, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cùng giữ nguyên giá thu mua tại mức 40.100 đồng 1 kg trong hôm nay. Thân ái chào quý bà con.